Xin chào buổi sáng tất cả các bạn. Xin chào tháng 8 thân yêu. Kính chúc toàn thể quý vị và các bạn hãy có thật nhiều sức khỏe để chúng ta cùng nhau vượt qua đại dịch nhé. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với kênh Nông nghiệp Thông Thái, khi mà chúng tôi sẽ quyết định tiến gần hơn các bạn thêm một bước nữa bằng cách là ra mắt cái chương trình mới, đó là chương trình Chuyển động Nông nghiệp. Chương trình này nó sẽ mang đến các bạn các cái chủ đề hot của ngành nông nghiệp như là gì, giá cả nông sản, biến động của thị trường phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống mới, kỹ thuật canh tác mới, nhìn nhận thị trường của các chuyên gia và rất nhiều các chủ đề khác hot đấy nhé. Tất cả đều sát thực với đời sống của người nông dân, không những nông dân ở Việt Nam mà những nông dân ở trên thế giới. Mọi người hãy ủng hộ nhiệt tình cho cái chương trình mới của chúng tôi nhé. Cả nước thì đang oằn mình chống dịch, còn nông dân thì đang oằn mình chống giá, đặc biệt là những cái cây trồng mà đang bước vào vụ thu hoạch. Giờ thì hãy cùng chúng tôi điểm qua những cái nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay nhé. 200.000 đồng bạn sẽ mua được 10 kg sầu riêng. Bạn không nghe nhầm đâu, đó là giá hiện tại ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Giá lợn hơi thì đang tiếp tục giảm sâu, trong khi người tiêu dùng thì vẫn phải mua với cái giá cao thắt cổ. Nông dân chăn lợn thì đang rất lo lắng, không biết liệu có còn cái tình trạng là lợn ăn sổ đỏ hay là lợn cắn ô tô. Nông dân trồng thanh long thì đang khóc hết nước mắt vì là có 10k trên 10 kg. Nông dân trồng nhãn thì như ngồi trên đống lửa. Bơ thì cũng thấy sầu riêng đi trước, thanh long đi trước và nhãn đi trước thì mình cũng nối gót đi theo. Trong một bức tranh đầy u ám thì may mắn vẫn có một vệt sáng xuất hiện, đó là trứng gà. Trước khi bắt đầu thì mong toàn thể quý vị và bạn hãy ấn vào đăng ký kênh, hãy ấn vào nút chuông để nhận được những video mới nhất của mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn. 200.000 đồng bạn sẽ mua được 10 kg sầu riêng. Bạn không nghe nhầm đâu, đó là giá hiện tại ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Khắp các trang mạng thì ngập tràn sầu riêng, đặc biệt đó là Facebook. Giá sầu riêng Ri 6 hiện tại chỉ vào khoảng 20 đến 25.000 đồng 1 kg. Giá sầu Thái Montong chỉ ở mức 35.000 đồng 1 kg. Còn sầu hạt thì chỉ có 15.000 đồng 1 kg. Người trồng thì chấp nhận hạ giá nhưng người mua thì chưa thấy đâu. Dịch bệnh làm cho cái việc vận chuyển nó gặp khó khăn và cái nhu cầu của người dân cũng giảm. Do đó làm cho giá sầu riêng giảm không phanh. Tuy nhiên thì theo tôi được biết thì ở hai cái thành phố lớn là Hà Nội và Sài Gòn thì giá sầu riêng vẫn đang ở trên mây. Buồn quá cho người nông dân nhưng mà đối với người tiêu dùng thì thực sự đây là một cái tin cực kỳ là vui, bởi vì vốn dĩ người lao động bình thường thì sầu riêng là một cái món cực kỳ xa xỉ, có thể phải bỏ ra cả 1 đến 2 ngày lương để mua được một trái sầu riêng. Vừa rồi thì tôi đã chia sẻ cho các bạn giá sầu riêng tại ở những cái nơi sản xuất. Các bạn hãy chia sẻ cái giá sầu riêng tại những cái nơi bạn đang sống vào cái phần bình luận bên dưới để mọi người cùng được biết nhé. Giá lợn hơi thì đang tiếp tục giảm sâu, trong khi người tiêu dùng thì vẫn phải mua với cái giá cao thắt cổ. Nông dân chăn lợn thì đang rất lo lắng, không biết liệu có còn cái tình trạng là lợn ăn sổ đỏ hay là lợn cắn ô tô như cách đây khoảng 3-4 năm về trước không. Trong khi thì giá lợn móc thì luôn đi ngang ở cái mức là 100 đến 110.000 đồng 1 kg. Trong khi thì cùng với số tiền đó thì bạn có thể mua được 2 kg lợn hơi vào lúc này. Hiện tại sáng ngày hôm nay ngày 30 tháng 7 năm 2021, khi mà tôi đi chợ thì tôi vẫn phải mua thịt mông và thịt vai với cái giá là 100.000 đồng trên 1 kg. Giá lợn hơi hay là còn gọi là giá heo hơi tại ba miền là có sự khác nhau. Ở miền Bắc thì hiện tại đang dao động ở cái mức khoảng từ 54.000 đồng đến 56.000 đồng trên 1 kg. Còn miền Trung thì đang ở mức 53.000 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Ở miền Nam thì cỡ khoảng 52.000 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Nông dân trồng thanh long thì đang khóc hết nước mắt vì là có 10k trên 10 kg. Khắp các vườn thanh long thì nhuộm một màu đỏ và mắt của nông dân cũng chuyển sang màu đỏ, bởi vì họ đã khóc hết nước mắt với cái giá 1.000 đồng trên 1 kg. Nhiều thương lái thì cũng đành chấp nhận là mất tiền đặt cọc cho nông dân, bởi vì là hiện tại thì họ có cắt thanh long thì cũng không bán được đi đâu. Những vựa trồng thanh long lớn thì cũng đã cố gắng để xoay sở bằng cách là giao bán trên các cái mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, với giá là 1.000 đồng trên 1 kg, nhưng mà cũng không thấy có người hỏi mua. Nguyên nhân thì như các bạn đã biết thì cũng do tình hình chung thôi, đó là dịch bệnh làm cho cái việc vận chuyển và tiêu thụ gặp rất nhiều các cái khó khăn.
Không sao, là qua đêm nay thì chúng ta sẽ nhận được những đơn đặt hàng hàng triệu tấn từ đất nước Úc xa xôi, bởi vì là có những tin cho rằng thì ở xứ sở chuột túi thì họ đang bán với một quả thanh long của chúng ta với giá là 80.000 đồng. Nông dân trồng nhãn thì như ngồi trên đống lửa. Nhìn vào bức tranh của sầu riêng và thanh long thì nông dân trồng nhãn như đang ngồi trên đống lửa khi mùa vụ thu hoạch của họ đang cận kề. Nhãn đang được giao bán tại vườn với giá từ 8.000 cho đến 10.000 đồng trên 1 kg. Nhưng mà hy vọng là thương lái sẽ đến mua cho nhé. Tại thì ở Hưng Yên và Sơn La, hai cái địa phương mà trồng nhãn nhiều nhất ở ngoài miền Bắc cũng đang bắt đầu bước vào vụ thu hoạch, và nông dân cũng đã có tâm sự với tôi, hy vọng dịch bệnh sẽ sớm kết thúc khi mà nhãn vẫn còn trên cây, chứ đừng để nhãn rụng hết xuống gốc, và khi đó thì họ sẽ cõng thêm một cái khoản nợ trên lưng của mình, vì là trước khi thu hoạch thì họ đã bón một lượng phân rất là lớn xuống đất, cả phân hữu cơ lẫn phân vô cơ. Bây giờ cộng thêm là bón cả quả nhãn xuống đất như này nữa thì ngân hàng sẽ đến hỏi thăm họ, và có thể phải đến tận đời con đời cháu của họ thì mới trả được hết cái nợ này. Nào, chúng ta cùng chúc cho nông dân trồng nhãn gặp may mắn và có một cái mùa vụ thắng lợi. Bơ thì cũng thấy sầu riêng đi trước, thanh long đi trước và nhãn đi trước thì mình cũng nối gót đi theo, cũng đều đi vào cái vết xe đổ, đó là giá ở mức cực kỳ là thảm hại. 8 đến 10 nghìn đồng là bạn đã mua được 1 kg bơ sáp 304, rất là ngon vào thời điểm hiện tại. Một lượng lớn bơ được bán vào các cái quán, các cái tiệm sinh tố. Nhưng mà hiện tại thì tại vì giãn cách nên là các cái tiệm này cũng đều phải đóng cửa. Do đó là cái cầu sụt giảm nghiêm trọng, nhưng mà cái nguồn cung thì có giảm được đâu. Bởi vì là nông dân đã lỡ trồng bơ mất rồi, họ đã trồng cả vài năm trước rồi, 5-7 năm trước rồi, thậm chí cả 10 đến 20 năm trước rồi. Nên hiện tại rất là khó khăn cho bà con nông dân. Các cái chủ vựa lớn nhỏ thì đều phải xoay sở bằng cách là bán hàng qua các cái trang mạng xã hội, đặc biệt như là Facebook đấy, để tiếp cận trực tiếp đối với người tiêu dùng. Hy vọng là mình có thể vớt vát được một ít chút đỉnh. Ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể giúp người nông dân bằng cách là chúng ta hãy mời gọi bạn bè mình, người thân mình để mua giúp bơ. Trong một bức tranh đầy u ám thì may mắn vẫn có một vệt sáng xuất hiện. Đó là trứng gà. Giá của trứng gà thì vẫn được duy trì ở mức cao nhất từ trước đến nay. Người dân khi giãn cách thì có tâm lý mua gom tích trữ đồ ăn, mà trong đó thì có trứng gà. Và cái việc là thời điểm Tết Trung thu đang đến gần, dẫn đến là các cái doanh nghiệp là cần phải thu mua trứng gà số lượng lớn để làm bánh Trung thu. Đó được coi là hai cái nguyên nhân mà khiến cho giá trứng gà được đạt cái ngưỡng cao nhất từ trước đến nay. Ở thành phố Hà Nội và một số thành phố ở ngoài khu vực phía Bắc, trứng gà công nghiệp hay gọi là trứng gà đỏ đều được bán ở cái mức giá khoảng 4.000 đồng một quả. Trứng gà trắng được bán với giá là khoảng 4.200 cho đến 4.500 một quả. Chứ còn trứng gà ta thì có thể được bán ở cái mức là 5.000 cho đến 6.000 đồng một quả. Vừa xong là mình đã chia sẻ cho các bạn 5 cái mặt hàng nông sản có cái mức biến động về giá lớn nhất. Hy vọng là nó mang đến các bạn những cái thông tin thật sự là hữu ích. Trước khi chúng ta chia tay nhau, đừng quên ấn vào đăng ký kênh. Hãy like và chia sẻ để video của mình được lan tỏa nhiều hơn nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn.